Thưa quý vị, rất nhiều quốc gia phát triển trên thế giới cũng đang đau đầu giải quyết tình trạng dân số già là hệ quả của việc người dân lười sinh đẻ, trong đó có Nga. Nhiều chính sách đã được triển khai, trong đó có việc chọn một ngày trong năm là ngày thụ thai nhằm khuyến khích người dân tích cực sinh con. Cụ thể, toàn bộ người dân ở vùng Ulyanovska của Nga sẽ được hưởng một ngày nghỉ để ở nhà thực hiện việc sản xuất em bé, đó là ngày 12 tháng 9 hàng năm. Đây là sáng kiến độc đáo được đưa ra hồi năm 2007 của ông Sergei Morozov, tỉnh trưởng tỉnh Ulyanovska, quê hương của Tổng thống Vladimir Putin. Ông Morozov hy vọng chính sách này có thể giúp cải thiện tình trạng dân số đang giảm đáng kể trong vùng. Theo đó, vào ngày 12 tháng 9, người dân vùng Ulyanovsk được phép nghỉ ngơi để sinh con. Những phụ nữ sinh con vào đúng ngày 9 tháng 10 ngày sau đó, tức là vào ngày 12 tháng 6 năm sau, trùng với ngày Quốc khánh Nga, sẽ được tặng một chiếc tủ lạnh, xe hơi, tiền mặt và nhiều giải thưởng khác. Theo thống kê, số lượng người hưởng ứng ngày thụ thai và cả số lượng các trẻ em ra đời hàng năm đều tăng. Là quốc gia rộng nhất thế giới, nhưng Nga là một trong những quốc gia mật độ dân cư thưa thớt nhất thế giới. Theo ước tính, dân số Nga sẽ còn giảm xuống mức 100 triệu vào năm 2050. Nhiều quốc gia phát triển khác cũng đang nỗ lực thực hiện các biện pháp khuyến khích người dân sinh con. Ví dụ như là tại Đan Mạch, các cặp đôi đang được khuyến khích đi du lịch để làm tăng tỷ lệ sinh vốn đang trong tình trạng giảm thê thảm của đất nước này. Năm 2015, một công ty du lịch thì tung ra video clip với tên gọi là Do It For Denmark, tạm dịch là Hành động vì Đan Mạch, khuyến khích các cặp đôi có con trong kỳ nghỉ và coi đây là thực hiện nghĩa vụ yêu tổ quốc. Nội dung của clip khá đơn giản, đó chính là những phụ nữ nào muốn lên chức bà thì hãy bỏ tiền mua ngay một tour du lịch cho con mình và chắc chắn là họ sẽ được chào đón một đứa cháu sau 9 tháng. Vâng, quả thật là rất thú vị. Còn tại Nhật Bản, kể từ năm 1975, nước này có tỷ lệ sinh dưới mức sinh thay thế. Để giải quyết vấn đề tồn tại suốt nhiều thập kỷ này, một nhóm sinh viên đến từ trường đại học Tsukuba vào năm 2010 đã giới thiệu Yotaro là một em bé robot mang lại cảm giác làm cha mẹ cho các cặp đôi. Nhóm sinh viên này hy vọng cảm giác làm cha mẹ mà Yotaro mang lại sẽ thôi thúc các cặp đôi sinh con. Ở gần chúng ta hơn thì quốc đảo Singapore có một chính sách đặc biệt, đó là hạn chế các căn hộ một giường cho thuê để khuyến khích người dân chung sống và sinh sản. Mỗi năm chính phủ Singapore đã chi ra khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ cho các chương trình khuyến khích người dân sinh con nhằm tăng dân số.